Chào mừng các bác quay trở lại với thế giới đồng hồ cổ vang vọng. Và hôm nay em tiếp tục lên sóng một siêu phẩm máy 10 của thương hiệu Odo. Và ngay trên màn hình nhỏ của các bác đây là một em Odo 3010, 10 gông 10 búa các bác nha. Đây là một chiếc Odo 30 thùng kim cương các bác nha. Nhắc đến từ kim cương là một loại thùng cao cấp nhất của thương hiệu Odo rồi các bác nha. Các bác có thể chi tiết là chùm nho được chạm trổ nổi trực tiếp trên nền gỗ tự nhiên, phần kính dưới rào hình kim cương. Và đây cũng là một phiên bản mà bên đồng hồ vang vọng đã rất là dày công để sưu tầm về. Và nó tất nhiên rồi, luôn luôn nguyên bản theo khuôn mẫu của nhà sản xuất các bác nha. Bây giờ em sẽ quay sát tỉ mỉ thử chuông, và tí nữa em sẽ cho các bác ngắm thử một bộ máy Odo 3010 nguyên bản nguyên zin, nó sẽ có đẹp vẻ đẹp như thế nào nha, và âm thanh như thế nào. Bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết để các bác có thể ngắm. Thùng kim cương, nhắc đến từ kim cương, là một loại thùng rất là cao cấp. Nó mang một vẻ đẹp cực kỳ là quý tộc và sang trọng các bác nha. Các bác có thể để ý, ngay ở phần đáy thùng đã được thiết kế rất là dày dặn và uyển chuyển nha. Hai bên cánh thùng thì đã được thiết kế chi tiết chùm nho đây. Chùm nho rất là đẹp các bác nha. Các bác nhìn này, chạm trổ nổi trực tiếp luôn này. Các bác có thể ý, lá quả rất là sinh động các bác nha. Gần như là giống như thật các bác nha. Đối xứng hai bên cánh thùng đây. Như các bác nhìn, thùng được làm bởi một lớp vân nu rất là bóng mịn, nổi vân tự nhiên. Một sự hài hòa tuyệt đối. Tất nhiên rồi, thùng máy 10 thì sẽ có độ sâu tuyệt đối luôn. Ngay phần trên đỉnh thùng các bác có thể ý này, thiết kế rất là hoàn hảo nha. Kính dưới, kính pha nê dưới ghép kính lào tạo thành một viên kim cương. Một chiếc tay quay rất là sáng các bác nha. Mặt số đây, logo thương hiệu Odo. Phiên bản này còn có cả chữ ký nha. Người chủ cũ chắc chắn với các bác một điều là người ta rất yêu quý, nên người ta còn khắc cả tên của người ta lên để người ta lưu giữ các bác nha. Em sẽ đi vào phần bên trong. Các bác có thể đi nguyên bản nguyên zin, nên là mọi thứ còn gần như là hoàn hảo 100% các bác nha. Chỉ có điều là nó đã xuất hiện một số vết tích của thời gian, thì cái đấy là hiển nhiên rồi. Các đầu khóa này, các đầu móc, đầu dây có đầy đủ hết các bác nha. Một quả nắc này rất là sáng. Tay có zin không thể thiếu được rồi. Rồi, khóa gông. Và đây, một củ gông M rất là đẹp nha. Và đây là một bộ máy 3010 bà vạch bệt các bác nha. Thanh bắt chống máy còn này, các cần khóa còn đầy đủ hết. Tí nữa em sẽ cho các bác thưởng thức bộ máy 3010 sẽ có vẻ đẹp như nào. Và bây giờ em sẽ bắt đầu thử chuông bản gai Cardinal trước, và tiếp theo là bản Westminster. Bây giờ em sẽ chuyển sang bản Westminster, cần gạt chuẩn bài tất nhiên rồi, vẫn ở bên dưới cần rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Rồi, tiếp tục. Và bây giờ em sẽ bắt đầu là tháo bộ máy ra để các bác có thể là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một chiếc Odo 3010 sẽ có vẻ đẹp như thế nào các bác nha. Về đầu tiên là các bác là nhẹ nhàng tháo phần quả lắc ra cho em.
Rồi, một quả nắc nguyên bản nguyên zin đây. Rất là đẹp các bác nha. Hai ốc bắt chân đế các bác nha. Thanh bắt chống ngáy bên trên. Tất nhiên rồi, đầy đủ tất cả các phụ kiện như các bác đang nhìn đây. Nên là rất là chắc chắn. Đây chính là bộ gông này, các bác có thể nhìn này. Bộ gông xanh đen luôn, đầy đủ phụ kiện. Và sẽ là bộ máy tiếp theo. Các bác có thể nhìn đây, đây chính là bộ máy 3010 mà em muốn giới thiệu đến các bác. Triện logo Odo đời 30 nha. Đây, CD này rất là đầy đủ các bác nha. Các bác có thể để ý này. 10 đầu vồ như 10 các bác nha. Gần như là vừa xuất xưởng, cực kỳ là tuyệt vời. Quả no gai này. Bộ máy xuống màu cực kỳ là đều các bác nha. Các bác nào mà có nhu cầu muốn tìm hiểu kỹ thì đến trực tiếp cửa hàng. Các bác muốn xem phần nào em cho các bác xem phần đấy. Rồi, bây giờ em sẽ ghép lại. Và đây, các bác có thể ngắm qua một chiếc vỏ thùng cao cấp của thương hiệu Odo mang tên thùng kim cương. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng. Các bác nào có nhu cầu thì nhớ đến trực tiếp cửa hàng em để giao lưu.